Chùa Vàng Thái Lan. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel Chị Bánh Xèo, chuyên cập nhật những tin tức nóng sốt nhất hiện nay. Mấy hôm nay, bộ phim Chiếc Lá Cuốn Bay đang là một đề tài rất hot trên mạng xã hội. Các bạn ở đây có ai xem bộ phim này chưa ạ? Vâng, dàn diễn viên đẹp long lanh, nội dung thì vô cùng hấp dẫn và đặc biệt còn nhắc tới một ngành rất nổi tiếng ở Thái Lan, đó là ngành phẫu thuật chuyển giới. Nhắc tới phẫu thuật chuyển giới ở Thái Lan thì có lẽ là một khái niệm không còn xa lạ với người Việt Nam chúng ta. Nhưng Thái Lan không chỉ nổi tiếng về việc đó đâu nhé. Hãy cùng chị Bánh Xèo khám phá 8 điều thú vị ở đất nước Thái Lan. Let's go! 1. Ý nghĩa tên gọi. Thái Lan trong tiếng Thái là Prayuttathai, nghĩa là vùng đất của tự do, vì đây là quốc gia Đông Nam Á duy nhất chưa từng bị thực dân đô hộ. Trước đó, quốc gia này có tên Siam, tức Sim trong tiếng Việt. Chúng ta vẫn hay gọi thủ đô của Thái Lan là Bangkok, nhưng thật sự tên của nó là Cung Thép Nạc Nạ Nạc Khon Ảc Mon Rạc Tân Ảc Khon Xịn Mai Xịn Thả La A Yêu Thả Gia Ma Hạ Tỷ Lột Phốt Nốt Phơ Rát Rát Tân Tha Niburi Nam Rít Quét Ma Hạ Tạc Hạ Ảc Mon Xịt Mon Âu Va Tan Tạc Thiện Phát Tư Gia Thít Tân Nốt Đức Hạp Xịn Đếp Cha Bên Khốc Nè. Có nghĩa là thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Autaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả các vị thần, nghe như một câu thần chú vậy. Hai, những điều đối nghịch nhau ở Thái Lan. Thái Lan có một trong những loại cá nước ngọt lớn nhất thế giới, cá tra dầu sông Mekong, với trọng lượng có thể lên tới hơn 300 kg. Đồng thời, quốc gia này cũng có loài dê nhỏ nhất thế giới, dê bưng plebi, chỉ dài hơn 2,5 cm và nặng khoảng 2 g. Ở Thái, người ta quan niệm đầu là bộ phận thiêng liêng nhất, còn chân là bộ phận bẩn thỉu thấp kém nhất. Bạn không nên chỉ chân về phía người khác hay vào đền chùa và không được phép chạm vào đầu người Thái, ngay cả trẻ em. Thái Lan là đất nước tôn sùng Phật giáo. Văn hóa Phật giáo của họ không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn các quốc gia theo đạo Phật khác. Tuy nhiên, biểu tượng quốc gia và hoàng gia của họ không phải là một sinh vật trong Hindu giáo, là loài Garuda, tức kim sứ điệu Kalaula. 3. Những cái nhất ở Thái. Thái Lan có rất nhiều cái nhất, thậm chí khi liệt kê ra nhiều người còn không tin được đó là sự thật cơ. Ví dụ như Thái là một trong những quốc gia tôn sùng đạo Phật nhất thế giới, với 95% dân số theo tôn giáo này. Họ có trang trại cá sấu lớn nhất, nhà hàng lớn nhất, cây cầu treo đơn dài nhất và khách sạn cao nhất thế giới. Bangkok là một trong những thành phố nóng nhất thế giới, với nhiệt độ thường lên đến hơn 40 độ C. Và mùa đông, thành phố này có mức nhiệt trung bình khoảng 26 độ C. Thái cũng là nơi tổ chức lễ hội té nước lớn nhất thế giới, lễ hội Songkran diễn ra vào tháng 4, tháng nóng nhất ở Thái Lan. Đây cũng là thời điểm lau dọn nhà cửa để đón chào Tết của người Thái. Và đỉnh nhất chắc chắn là bức tượng Phật bằng vàng lớn nhất thế giới ở chùa Wat Chaimit ở Bangkok, với khối lượng lên tới 5,5 tấn. 4. Rất yêu thương loài khỉ. Có lẽ trên thế giới này không có đất nước nào coi trọng loài khỉ như Thái Lan, thậm chí chúng còn được đối xử như con người. Thái Lan có một trường học riêng dành cho bọn khỉ, có tên cao đẳng khỉ Thani. Chúng được tự do đi lại, không những thế, loài khỉ còn được ưu ái đến mức chúng còn có cả một lễ hội của riêng mình. Hàng năm vào tháng 11, lễ hội buffet hoa quả hành tráng dành riêng cho khỉ được tổ chức tại đền Prayuttathai Samyat, tỉnh Lop Buri. Ở đây, các chú khỉ sẽ được thoải mái vui vẻ ăn uống và chơi giỡn mà không sợ bị mắng hay bị đem về trường. Và tỉnh Lop Buri cũng được mệnh danh là thiên đường của khỉ. Khỉ ở Thái Lan sướng tới mức tại trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Nakhon Nayor có một chú khỉ béo phì. Chú ta béo tới độ bây giờ phải lên kế hoạch ăn kiêng vì sợ chú ta mở lướt cả mề. 5. Cái nôi của giống mèo nổi tiếng. Mèo Xiêm có nguồn gốc từ Thái Lan. Trong tiếng Thái,
chúng được gọi là Queen Sigma, có nghĩa là kim cương mặt trăng. Đây hẳn là giống mèo đặc biệt có thể coi là biểu tượng của Thái Lan luôn. Đặc điểm nổi bật nhất chính là phần lông ngay khuôn mặt, bàn chân, tai và đuôi thường có màu đậm hơn trên toàn cơ thể. Chúng rất nhanh nhẹn và thông minh. Một cuốn thơ Thái Lan thế kỷ 14 mô tả 23 loại mèo Sim, hôm nay chỉ còn 6 giống. Người Thái tin rằng việc tặng một cặp mèo Sim cho một cô dâu trong ngày cưới được cho là mang lại may mắn cho cuộc hôn nhân. Năm 1996, hai con mèo mắt mèo kim cương quý hiếm có tên là Seth và Bloy đã kết hôn trong một đám cưới Thái Lan trị giá 16.241 đô la, là đám cưới vật nuôi đắt tiền nhất trên thế giới. 6. Môn võ mang tên đất nước. Bộ môn võ thuật nổi tiếng nhất ở Thái chính là Muay Thai. Muay Thai là một phần tài sản trong kho tàng văn hóa Thái Lan. Môn võ này xuất xứ từ môn Krabi Krabong, một môn võ thuật của Thái Lan. Muay Thai với lối kỹ thuật chiến đấu vô cùng mạnh bạo, còn được gọi là nghệ thuật bát chi, tức là chiến đấu bằng tay, chân, cùi chỏ, đầu gối, với nguyên tắc dứt điểm đòn nhanh, áp đảo đối phương không có cơ hội chống trả. Muay Thai xuất hiện trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng, mà tiêu biểu nhất chính là bộ phim Ong Bác Truy Tìm Tượng Phật mà diễn viên Johnny Trí Nguyễn của nước ta đã từng tham gia diễn xuất. Bạn có thể đến sân vận động Ratchada Noem để xem trực tiếp hoặc đến Thái Lan vào tháng 3 để tham dự nghi lễ Quay Kru Muay Thai Thế Giới ở công viên lịch sử Âu Thai Gia với 1.000 đấu sĩ đến từ 65 nước trên thế giới. 7. Những luật lệ kỳ lạ. Đến Thái Lan, nếu như không cẩn thận bạn có thể vi phạm pháp luật, mà thậm chí có khi bạn cũng chẳng biết, ví dụ như không được ra đường mà không mặc đồ lót. Dĩ nhiên, ai ra đường mà chẳng mặc đồ lót, chỉ trừ những anh chàng cô nàng Tây thích thả rong mà thôi. Nhưng cũng khó hiểu ở chỗ làm sao để bắt được khi họ vi phạm chứ. Không lẽ ép họ đứng để cảnh sát kiểm tra tại chỗ? What the hell? Bên cạnh đó, họ còn không được giảm lên tiền, vì trên tờ tiền in hình của đức vua nên rất được tôn trọng nhé. Ở Thái Lan, họ rất tôn sùng vua và hoàng hậu. Ngày xưa còn có luật không ai được chạm vào thành viên hoàng tộc, dẫn đến chuyện một hoàng hậu đã chết đuối vì không ai dám xuống cứu bà vì sợ chạm vào bà. Nếu cưỡi trần là bất hợp pháp, đó cũng là điều hiển nhiên, bởi vì công việc tài xế phải tiếp xúc nhiều với khách hàng nên ăn mặc lịch sự để thể hiện sự tôn trọng bản thân và đối phương. 8. Văn hóa mại dâm và chuyển giới. Đây là hai vấn đề tế nhị của thế giới, nhưng thực sự phải thừa nhận rằng Thái Lan chính là thiên đường của chuyển giới. Đây là một trong những quốc gia có cái nhìn cởi mở và thân thiện nhất trong vấn đề giới tính. Nguyên nhân sâu xa có lẽ do người dân nước này theo Phật giáo tiểu thừa với nguyên tắc sống tuyệt đối tôn trọng người khác. Còn về vấn đề mại dâm thì ở đây có cả một đạo luật về phòng chống mại dâm năm 1996, nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua gì. Vì vậy, nghề mại dâm gần như là hợp pháp hóa ở đất nước này. Hiện nay Thái Lan được coi là thiên đường của người chuyển giới, điểm thu hút trí tò mò của du khách trên khắp thế giới. Nhiều người mong muốn tới Thái một lần để tận mắt nhìn thấy hình ảnh và cuộc sống của những người chuyển giới nổi tiếng với vẻ đẹp không chút tì vết. Những người chuyển giới nổi tiếng nhất có lẽ là Hoa hậu Nam Boy, Mỹ nhân Josie, The Fae Hannah và Blossom. Đến với Thái Lan, không chỉ cảnh sắc phong phú, ẩm thực tuyệt vời, mà ngoài ra những truyền thống bản sắc văn hóa của Thái Lan cũng khiến người ta luyến tiếc mãi không nguôi. Nếu có dịp sang Thái thì các bạn đừng quên thử những điều mà bán xèo đã kể ở trên nhé. Còn các bạn đã sang Thái rồi thì có thể comment ở dưới suy nghĩ của các bạn về đất nước này không ạ? Đừng quên like, subscribe, nhấn chuông cho channel Chị Bánh Xèo để nhận được thông báo mỗi khi có clip mới nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Bye bye!